Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn bình an, may mắn, phát tài, phát lộc. Quý anh chị và các bạn thân mến, nhiều chuyên gia phong thủy nhận định rằng tuổi Ất Sửu không chỉ là một trong những con vật thông minh khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người Ất Sửu không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn. Họ rất ham học hỏi, có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Không chỉ vậy, họ luôn là người đem đến niềm vui tiếng cười cho mọi người xung quanh. Hôm nay trong chuyên mục Tử Vi Phương Đông năm 2021 của 12 con giáp ngày hôm nay thì ban biên tập chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong năm Tân Sửu 2021 này. Trong năm tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp tài lộc của tuổi Ất Sửu 1985 sẽ ra sao? Mệnh chủ có được thần tài mở kho, ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp của mình, để chúng ta không gặp phải những khó khăn hay là trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Tử vi năm 2021 tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, may mắn đối với những người kinh doanh, mọi thứ sẽ thành công và kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, đừng bao giờ quá tự hào về những kết quả đó, bởi vì nếu làm việc chăm chỉ, có thể đạt được kết quả cao hơn nhiều. Bên cạnh đó thì năm Tân Sửu này, bạn cũng may mắn trong lĩnh vực tình cảm, nhất là đối với những cặp đôi đã kết hôn, hai bạn sẽ ổn định tình cảm trong vài năm, ít xảy ra mâu thuẫn. Còn những bạn độc thân thì năm nay cũng may mắn trong tình cảm. Năm Tân Sửu 2021, gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, tọa Thái Tuế nên tài vận giảm đi, cần phải lấy sự yên ổn làm đầu. Năm nay là năm bản mệnh của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, hay trong dân gian còn gọi là năm tuổi. Các cụ nhà ta thường có câu, Thái Tuế đương đầu tọa, vô tài dã hữu họa, ý chủ về hung họa của năm tuổi, chắc chắn sẽ có tai họa lớn xảy ra. Sửu âm thổ gặp tính thủy, có Thái Tuế tạo ra xung khắc, nửa đầu năm dễ khiến cho nhiều mặt trong cuộc sống trở nên cực đoan thái quá. Ví dụ, về mặt giao tiếp xã hội thì tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 dễ trở nên quá tự tin, kiêu ngạo hoặc tự ti, dễ có những quyết định bồng bột. Về vấn đề sức khỏe của gia chủ sẽ cần phải đặc biệt chú ý đến bệnh về thận. Vì vậy mà trong năm nay, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 luôn phải giữ được cái tâm bình hòa, dĩ hòa vi quý, tránh những xung đột không đáng có. Nếu như có xung đột hay tranh chấp, cần nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, tránh hao tâm phí tài, tổn tài vô cớ. Thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt có lời khuyên đối với gia chủ tuổi Ất Sửu trong năm nay là hãy luôn mang bên mình một kim bài Thái Tuế năm 2021 để hóa giải hạn Thái Tuế, chiêu mời cát tinh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Năm nay, mệnh chủ tuổi Ất Sửu 1985 chịu ảnh hưởng của thần sát Tỷ Kiên. Tuy có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, nhưng phần nhiều là ở thế bị động. Nếu muốn khởi nghiệp, sẽ gặp nhiều áp lực và trở ngại. Vậy nên mệnh chủ cần phải chú ý sự ổn định trong công việc. Tuy vậy, năm nay mệnh chủ tuổi Ất Sửu 1985 cũng có những mặt tích cực. Với tuổi Ất Sửu mà nói, thiên can tân của năm là thiên ấn tinh, chủ về thuận lợi cho học hành thi cử, khoa bảng thành công, có cơ hội thăng chức, tay nắm đại quyền. Vào 6 tháng cuối năm sẽ là khoảng thời gian vận khí có chuyển biến hơn, nhất là đối với các gia chủ đang theo đường quan vận, cần nắm bắt cơ hội để có thành công trong sự nghiệp của mình. Tóm lại, mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm nay tọa Thái Tuế nên cần ưu tiên giữ ổn định, lùi một bước để tiến hai bước. Khi gặp khó khăn cần bình tĩnh xử lý, lắng nghe ý kiến từ người khác, tránh hành động sốc nổi, không được xử lý bừa bãi. Khuyên người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm nay cần mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân gỗ huyết long, tị, dậu, sửu, có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, chiêu quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Dự đoán tử vi của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 vào năm Tân Sửu.
năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thường thổ được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Tuổi Ất Sửu trong nửa đầu năm 2021, tài vận có phần sa sút, sự nghiệp khá là chật vật để đạt được mục tiêu. Công việc thì không được ổn định, thu chẳng đủ bù chi, dễ mất mát tiền bạc do đầu tư kinh doanh, tài chính xuất hiện những biến động khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình. Bản mệnh thất thế, tinh thần xuống dốc, không đủ tự tin để đối mặt với những trở ngại phía trước, nên sai lầm nối tiếp sai lầm, thất bại nối tiếp thất bại, khó có thể lật ngược thế cờ, lội ngược dòng thành công. Tuy nhiên thì cơ hội vẫn dành cho những bạn biết định hướng lại công việc của mình, lên kế hoạch cho những mục tiêu sắp tới. Nỗ lực không ngừng sẽ giúp bạn giảm bớt khó khăn. Từ giữa năm trở đi, thứ tài khởi vượng, mệnh chủ sẽ có thể xem xét việc đầu tư cổ phiếu, chơi chứng khoán hay là kinh doanh. Nhưng phải nhớ, làm gì cũng phải lượng sức mình, đừng quá ham mà kiêng chân, tự đẩy mình vào nguy cơ mất tiền hao của. Phong thủy may mắn cũng khuyên bạn đừng nên tùy tiện tin lời người khác, nhất là trong chuyện đầu tư, sai một ly là đi luôn vài tỷ. Chứ đừng nghĩ rằng ai cũng tốt với mình, thấy lợi ai chẳng ham, sao có chuyện dễ dàng nhượng cho người khác. Ngoài ra thì hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc, may mắn về sau. Nam mệnh 37 tuổi, năm nay gặp sao La Hầu chiếu mệnh, dễ gặp những khẩu thiệt thị phi bủa vây. Nếu mệnh chủ đang theo con đường quan vận, cần phải cẩn trọng hơn. Về mặt sức khỏe, cần đề phòng thêm những bệnh liên quan đến gan và mắt. Nữ mệnh 37 tuổi, gặp sao Kế Đô chiếu mệnh, dễ có khẩu thiệt tranh chấp về lời nói, dẫn đến gia đạo bất hòa. Mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn về gia đình của mình. Tuy năm 2021 Tân Sửu này sẽ có lợi và vô hại đối với bạn, thậm chí là tử vi của bạn sẽ tốt hơn nếu mọi việc xử lý đúng cách. Ất Sửu 1985 thì đang ở độ tuổi mạnh mẽ cho ước mơ và sự nghiệp, tham vọng lớn, nhiệt tình làm việc hiệu quả và thái độ sẽ đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp của bạn vào năm nay. Trong lĩnh vực tình cảm thì có thể xảy ra một số việc không thuận lợi nhưng nó là không lớn. Đặc biệt, nếu chưa có gia đình thì hãy chú ý dứt điểm, đừng để kéo dài ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn. Tử vi năm nay cho thấy tình hình tài chính không mấy rủng rỉnh bởi sự tiêu hoang của bạn, thiếu tính kiểm soát và chặt chẽ trong quản lý tiền. Sự nghiệp của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 vào năm Tân Sửu 2021. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 có thể khá là may mắn trong sự nghiệp. Với niềm đam mê công việc thì độ tuổi trên 30 sẽ không giới hạn công việc nào mà có thể cản bước tiến của bạn để hoàn thành tốt. Nhờ hiệu quả cao trong công việc và sự giúp đỡ của cấp trên, bạn sẽ ngày càng tiến bộ hơn. Tinh thần đồng đội và hợp tác với đồng nghiệp sẽ khiến cho bạn trở thành một cỗ máy làm việc không mệt mỏi. Nếu đang bắt đầu kinh doanh, đây sẽ là cơ hội tốt trong thử thách vì bạn sẽ phát triển doanh nghiệp tốt với các kết nối tốt và ý tưởng độc đáo của bạn. Xem tử vi sự nghiệp tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 vào năm 2021, mệnh chủ có tỷ kiên chiếu mệnh, sửu thổ tọa thái tuế, trong hung vẫn có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân trên con đường tiến bước, nhờ thế mà mọi sự thuận lợi suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Trong năm Tân Sửu, mệnh chủ nếu dành thời gian học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức sẽ có cơ hội tốt cho tương lai sau này. Bản mệnh cần phải xuất sắc vượt qua các kỳ thi và có được bằng cấp đúng như dự kiến. Chuyện tình cảm và công việc cũng không quá khó khăn, tăng lương thăng chức chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Ất Sửu 1985 trong năm trực thái tuế là điều khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Bởi không phải cứ phạm thái tuế là sẽ gặp vận xui. Thiên can tân kim và sửu thổ tương sinh của tuổi Ất Sửu 1985 nên mệnh chủ sẽ phát triển cực tốt trong ngành tài chính hay là những công việc có liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh nên tìm cho mình công việc phù hợp để phát huy nội lực, không bỏ phí cơ hội phát triển cũng như lỡ mất sự giúp đỡ của quý nhân. Hạn chế dùng các chất kích thích như là bia rượu, thuốc lá để giữ sự tỉnh táo và sáng suốt thường trực.
tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát bản thân thôi là bản mệnh có thể sẽ phải mất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Vòng tam hợp quý nhân được thiết kế từ hạt gỗ huyết long, tử đàn hoặc xưa đỏ là những loại gỗ quý có tác dụng phong thủy cực kỳ tốt, được hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng để chiêu tài lộc, may mắn, bình an. Tài lộc của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 vào năm Tân Sửu. Theo nhận định thì năm nay, tình hình tài chính của bạn khá tốt. Người làm công sẽ gặt hái được thành công trong công việc, có thể giúp bạn thăng tiến và tăng lương. Mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 thì có kinh doanh hay đầu tư tài chính khác mà bạn tham gia vào sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận tốt. Mặc dù có kết quả tốt trong năm nay, tử vi vẫn khuyên bạn cần thời gian đọc nhiều sách, giao tiếp nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn, đặc biệt là đối với gia đình, cách quản lý tiền bạc và cách kiếm tiền lợi nhuận hơn. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 vào năm 2021, phương diện tài lộc dễ nhận được sự giúp đỡ và nâng bước của trưởng bối. Những khó khăn trở ngại nhiều thế cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Bước khởi đầu có sự hậu thuẫn của gia đình là tiền đề vô cùng thuận lợi trên con đường khởi nghiệp của tuổi Ất Sửu 1985. Bản mệnh hãy tận dụng cơ hội này, có những kế hoạch làm ăn kinh doanh kín kẽ, từng bước gây dựng nên đế chế của riêng mình. Đây là thời điểm rất tốt cho những bạn muốn bắt đầu khởi nghiệp. Tuổi Ất Sửu 1985 thì cũng có thể dựa vào chính năng lực của bản thân để tăng thêm độ dày cho ví tiền của mình. Có năng lực thực sự, có bằng cấp rõ ràng, cùng với tham vọng và cố gắng không ngừng mà được cấp trên ưu ái tặng thêm cho mức đãi ngộ hay là tăng lương, tăng thưởng. Ngoài ra thì do thái tuế sử thổ quá phượng nên yếu tố hỏa trong ngũ hành, hỏa vừa khéo lại tài tinh của tuổi Ất Sửu 1985 nên mệnh chủ cần lưu ý những điểm sau để tránh bị hao tốn tiền của, thất thoát tiền bạc. Hãy nhớ luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải vận hạn do thái tuế mang lại. Đừng lúc nào cũng cho mình là đúng, cần phải lắng nghe tiếp thu có chọn lọc ý kiến của những người xung quanh. Chủ động là tốt nhưng đừng tự tung tự tác, làm gì cũng cần phải có kế hoạch dễ dàng. Những sai lầm có thể bắt nguồn từ sự lơ đãng coi thường, đặc biệt việc rượu chè nhậu nhẹt chẳng những hại cho sức khỏe trong năm 2021 này, có thể khiến cho những chú trâu phải tốn một khoản lớn cho việc đền bù thiệt hại cũng như chăm sóc sức khỏe. Sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh để hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Ất Sửu 1985 trong năm 2021 Tân Sửu này cần cẩn thận chú ý trong tháng Ất Mùi, dương lịch từ ngày 10 tháng 7 cho đến ngày 7 tháng 8, tức 1 tháng 6 cho đến 29 tháng 6 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập đến. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 thì không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tình duyên của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 vào năm Tân Sửu. Có thể thấy rằng đào hoa không quá vượng, tuy nhiên do thái tuế sửu thổ là các tinh tỷ tiên của mệnh chủ, vốn là một trong bốn chính tinh trợ về đào hoa, lại thêm trực thái tuế thủy vượng, nên ít nhiều bản mệnh cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Đào hoa trong năm Tân Sửu thì không có nhiều, nhưng không phải là không có. Bằng sức hấp dẫn tự nhiên, bản mệnh có được cơ may tình duyên. Tuy nhiên thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc mệnh chủ phải thực sự chủ động trong chuyện tình cảm chứ không phải ngồi ôm cây đợi thỏ. Ất Sửu 1985 thì nên gạt bỏ những suy nghĩ định kiến quá cũ của mình. Nếu có cảm tình thương mến ai thì hãy bày tỏ, tìm cơ hội tiếp cận và tìm hiểu người đó nhiều hơn. Có thể nhờ vào các mối quan hệ của anh chị, bố mẹ hay cô dì chú bác trong nhà để tìm thêm cơ duyên cho mình. Với những bạn đã có đôi, có cặp thì cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm đôi bên.
Đừng nghĩ tình yêu chỉ là hy sinh, cho đi mà không cần nhận lại. Cần phải làm điều tương tự để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Sự nhàm chán sẽ bị xua tan đi khi mà đôi bên có ý thức vun đắp cho tình yêu của mình. Do công việc bận rộn, bạn có thể ít quan tâm đến cuộc đời của mình. Bên cạnh đó thì dễ gặp phải người khác giới vào những dịp khác nhau và liên hệ nhiều hơn với họ vì lý do công việc. Hãy nghiêm túc và thực hiện các biện pháp nhất định để tránh phát sinh tình cảm có thể xảy ra. Ngoài ra thì nói chuyện nhiều hơn với gia đình và người yêu của mình, giải quyết các vấn đề tình cảm kịp thời để giữ sự ổn định. Năm nay tài tuế lưu niên là Sửu Thổ cũng tượng trưng cho những nơi vui chơi giải trí, quán rượu, quán bia. Bản mệnh tuổi Ất Sửu 1985 dễ vì thú vui nhất thời mà gây ra tổn thương cho những người yêu thương mình. Phong thủy may mắn khuyên bạn nên hạn chế đến những nơi vui chơi giải trí kém lành mạnh, nên hạn chế uống rượu bia, nếu không dễ vì mất tỉnh táo mà phạm sai lầm, gây ra tai họa và tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Nơi hẹn hò của đôi lứa cũng nên tìm nơi sáng sủa khô ráo, tránh những nơi ẩm ướt như là bờ sông, bờ biển, dễ gặp phải chuyện không hay. Để tăng cường nhân duyên cho mình, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu và Hồ Ly Mắt Bạc để chiêu mời quý nhân, tăng cường nhân duyên cho tuổi Ất Sửu 1985. Về sức khỏe của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, tính cách khá là chịu khó chăm chỉ làm việc nên nhiều khi tuổi Ất Sửu 1985 bị hao tổn quá sức, làm nhiều mà không biết hưởng thụ cũng là một nhược điểm của bản mệnh. Khi còn trẻ ta hãy cố gắng hết sức, còn khi về già, quý gia chủ hãy cố gắng để tuổi già có thể hưởng thụ, không nên chỉ dành cả đời để làm lụng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, chạy chữa tốn tiền mà vẫn bị mắc nhiều bệnh tật. Tử vi năm 2021 nhận thấy sức khỏe năm nay ở mức trung bình so với thời kỳ hoàng kim thì bạn có đủ năng lượng hơn để đáp ứng với tất cả các loại vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên thì tuổi Ất Sửu 1985 vẫn nên chú ý hơn đến vấn đề trong cuộc sống, đó là tập thể dục thể thao. Nó sẽ tốt cho cơ thể của bạn. Ngoài ra cần chăm sóc, uống ít hơn, uống thuốc ít hơn, tránh thức khuya và phát triển các thói quen lành mạnh cho mục đích sức khỏe. Để biết rõ hơn các hung họa phúc của bản thân cũng như gia đình, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chương trình để được sự hỗ trợ chi tiết hơn từ thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Ất Sửu 1985 nam mạng, sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu là sao chính thất kiến hung tai, nên sao La Hầu chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng Giêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này, có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết, hao tài, ảnh hưởng tới cả gia đình. Cần đề phòng gặp nạn về công danh sự nghiệp. Mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nam mạng, năm 2021 Tân Sửu sẽ gặp phải hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn này nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra thì gặp hạn tam kheo cần phải đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân, xương khớp. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng, sao Kế Đô chiếu mệnh. Sao Kế Đô là sao tam khửu cấp bi ai, nên cả nam và nữ nếu gặp sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên, nữ giới thì cần kiêng kỵ nhiều hơn là nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9 âm. Có câu nam La Hầu, nữ Kế Đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nếu nam giới gặp sao này thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu có điều bất trắc xảy ra thì cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên, đàn bà khi gặp sao này chiếu mạnh mà có thai thì hên hay may lạ thường, cảnh ảnh hưởng đến cả người chồng khi mà sinh sản cũng được yên lành. Nếu không có thai nghén thì người đàn bà sẽ bị lao đao lận đận, làm ăn gặp nhiều trở ngại. Mệnh chủ tuổi Ất Sửu 1985 nam mạng sẽ gặp phải hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh thì chủ về sức khỏe, những người gặp hạn này dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi ăn uống. Khi bị đau ốm, song song với việc chữa trị thì phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau chóng thuyên giảm.
với người phụ nữ mang thai thì dễ bị ngộ độc, nếu trèo cao hoặc cố lấy những đồ vật trên cao thì dễ bị té ngã dẫn tới trụy thai. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tuổi Ất Sửu nguyên tắc và có thói quen rất đặc biệt. Hay muốn sự an toàn trong cuộc sống, họ uy nghiêm và tự lực cánh sinh. Đây là một mẫu người thích các quy tắc và hy vọng tất cả mọi người đi theo họ. Họ sẽ yêu gia đình sâu sắc nhưng có những kỳ vọng cao sẽ làm mọi người mệt mỏi và nhiều áp lực. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nói chung những gì họ nghĩ và từ chối thỏa hiệp trên nguyên tắc cơ bản của họ. Mặc dù là người bình tĩnh, nhưng vào một ngày xấu trời nào đó thì bạn tuổi Ất Sửu 1985 có thể kiên quyết đòi hỏi và lạnh lùng cảm thấy xa cách. Họ vô cùng kiên nhẫn nhưng sẽ chỉ có giới hạn. Khi tức giận, tuổi Ất Sửu 1985 thì rất đáng sợ. Cũng có thể mang theo mối hận thù hoặc là bị tổn thương gì điều đó trong người. Cuộc đời của tuổi Ất Sửu sẽ có nhiều điều tốt đẹp nhưng chỉ bắt đầu từ trung vận, thời điểm tiền vận của quý cô có khá là nhiều vất vả, trung vận mới có sự buồn bã và phải lo lắng về công việc làm ăn tài chính. Nhưng trong cuộc sống sẽ gặp được khá nhiều vận may bất ngờ, hậu vận người nữ tuổi này mới được an nhàn. Gia đạo của tuổi Ất Sửu thì thuở nhỏ thường xuất hiện nhiều lộn xộn và khắt khe, đến thời trung vận thì lại có thêm nhiều lo lắng về phần gia đình. Khi tới hậu vận thì mới được yên ả, vui vẻ trong cuộc sống. Công danh của họ chỉ đạt ở mức độ trung bình, có nghĩa là không quá cao và cũng không quá thấp kém. Tuy nhiên thì với những người có ý chí quyết tâm cao thì vẫn sẽ có những thành công to lớn, nếu chấp nhận thì chỉ đạt được ở mức trung bình. Từ sau 32 tuổi thì sự nghiệp mới được coi là bền vững, trước đó thì có thể thất bại đôi lần. Sự nghiệp về sau yên ổn, không vướng phải khó khăn hay là gặp sự lo lắng bất kỳ cản trở nào. Từ 42 đến 45 tuổi. Trong 42 tuổi thì rất khá và vượng phát về tài lộc, có thể sanh quý tử. Năm này, sanh con gái thì gặp sự phát tiền, 42 tuổi khá, nên tìm cơ hội tạo công ăn việc làm thắng lợi ngay. 43 tuổi tình trạng sức khỏe yếu kém, làm ăn có nhiều thất bại, đại kỵ vào tháng 6 không nên đi xa có tai nạn. 44 tuổi tình trạng gia đình, sự nghiệp có phát triển đôi chút về tài lộc nhưng phần con cháu có sự đau buồn. Kỵ vào tháng 8 có chuyện buồn trong gia tộc. 45 tuổi khá tốt, phần tài vượng thấy rõ. Vui tươi, êm đềm với con cháu có thay đổi việc làm hay là được thăng chức. Từ 46 cho đến 50 tuổi, 46 tuổi yếu về thân thể, làm ăn có tiến triển mạnh, tài lộc vô nhiều vào những tháng 7, tháng 8. 47 tuổi khá tốt, vào những tháng 5 và tháng 7 âm lịch. 48 tuổi được hay và trong gia đạo có chuyện xích mích, ngoài cuộc đời hay xảy ra những chuyện không may mắn, có bệnh vào mùa đông. 49 tuổi gia đạo và cuộc đời ở trong tình trạng trung bình, và 50 tuổi hao hụt tiền bạc, con cháu ly tán, bị sao hạn lớn, đề phòng bệnh nặng. Từ 50 cho đến 55 tuổi, tuổi 50 và 51 êm đẹp, chỉ có bệnh nhẹ, 52 và 53 không may mắn. Nhưng tình trạng gia đình và ngoài cuộc đời thì vẫn trung bình. Năm 54 và 55 tuổi có nhiều nguy cấp, nếu không đủ phúc đức sẽ có thất bại hay là nguy hiểm cho tính mạng vào những năm này, nhất là kỵ thu đông. Từ 55 đến 60 tuổi, số của những năm này không được tốt lắm, đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra trong gia đạo và cả cuộc đời, con cháu làm ăn không được may mắn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.